bạn, hôm nay đã là mùng 3 Tết rồi nè. Và dân gian ta thường có câu mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ và mùng 3 Tết thầy. Và mùng 3 Tết ngày hôm nay cũng chính là ngày mà chúng ta thường dành những lời chúc tốt đẹp, lời tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy, người cô đã luôn đồng hành và dìu dắt chúng ta trong suốt năm vừa qua. Vì thế mà dân ta mới có câu nhất tự vi sư, bản tự vi sư, nghĩa là một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy. Chính vì vậy mà bây giờ cũng chính là thời khắc vàng của đầu năm mới, chúng ta hãy cùng nhau gửi gắm những lời cung chúc tân xuân đến các thầy cô trường Đại học Văn Lang nhé. Và ngay sau đây chúng em xin được gửi đến quý thầy cô một món quà được chuẩn bị bởi chính các bạn sinh viên Văn Lang, mang đến một giá trị tinh thần ngày Tết vô cùng ý nghĩa và đặc biệt. Và đó là những khoảnh khắc mà chưa được một ai bật mí của các thầy cô tại trường Đại học Văn Lang. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao điều bình an, chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no, chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thương nồng say, vui xuân vầy đón Tết này. Mùa xuân mê mang bình an qua đây, người người cùng đón Tết xuân về đây, nơi xuân tô hồng trời mây, pháo hoa reo mừng xuân, quây quần bên bánh trưng, hát khúc ca mừng xuân, trái tim thêm mừng rộn. Wow, quả là một món quà vô cùng ý nghĩa và không kém phần thú vị phải không nào? À mà nè, không chỉ có một đâu nha, bên cạnh đó tụi mình còn có một món quà vô cùng ý nghĩa khác nữa. Đố các bạn biết đó là gì nè? Thôi để mình bật mí luôn cho các bạn biết nha. Nhân dịp hè xuân đầu năm, mừng xuân mới Văn Lang, trong ngày hôm nay điều đặc biệt hơn bao giờ hết, đó chính là những lời chúc tốt đẹp của các bạn sinh viên Văn Lang gửi tặng đến thầy cô. Bởi vì một năm qua quý thầy cô đã luôn đồng hành cùng chúng mình nè, và tạo nên một năm vô cùng ý nghĩa. Chính vì thế mà ngay lúc này đây, vào thời khắc của đầu năm mới 2022, các bạn đại diện cho sinh viên Văn Lang với tấm lòng chân thành nhất sẽ gửi đến quý thầy cô những lời chúc là những lời tri ân nhân dịp đầu năm mới. Cô chúc tân xuân, mừng xuân 2022. Con xin kính chúc quý thầy cô một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc dồi dào. Đây là lời cảm ơn chân thành nhất con muốn gửi đến quý thầy cô trong suốt những ngày tháng qua đã luôn dìu dắt và đồng hành cùng sinh viên Văn Lang, kể cả trong học tập lẫn các phong trào hoạt động. Con xin kính chúc quý thầy cô một năm mới thật trọn vẹn. Chúc mừng năm mới 2022, chúc tất cả các thầy cô có một năm mới thành công, hạnh phúc và đặc biệt là trong công việc chồng người. Con xin kính chúc quý thầy cô một năm mới 2022, vạn điều như ý, triệu điều hạnh phúc. Chúc thầy cô luôn giữ gìn sức khỏe để dẫn dắt chắp cánh tri thức cho chúng con trong chặng đường học tập sắp tới. Nhân dịp năm mới, con xin gửi những lời tri ân chân thành, sâu lắng tới những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời mỗi chúng con. Chúc thầy cô năm mới hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Và con xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô đã dìu dắt chúng con suốt năm qua, ngày một đến gần với chân trời kiến thức mới lạ. Lời cảm ơn và trân trọng đến với thầy cô trong suốt những năm vừa qua luôn nhiệt huyết và tận tâm chỉ bảo chúng em. Năm mới đến thì xin kính chúc thầy cô ngày càng nhiều sức khỏe và luôn yêu đời, yêu nghề và yêu chúng em, thầy cô, và đón một cái Tết thật là trọn vẹn, ấm áp bên gia đình và những người thân yêu. Em hy vọng còn một ngày không xa sẽ được gặp lại thầy cô tại trường Đại học Văn Lang. Con xin được gửi gắm lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô đã luôn đồng hành và dìu dắt chúng con trong suốt năm vừa qua. Năm mới Tết đến xuân về, con kính chúc quý thầy cô sẽ có một năm mới thật hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình và những người thân yêu. Và lời cuối cùng mà con muốn gửi gắm đó chính là kính chúc quý thầy cô sẽ luôn bình an, dồi dào sức khỏe để có thể tiếp tục đồng hành cùng tất cả các bạn sinh viên Văn Lang trong những hành trình sắp tới ạ. Quên đi một năm 2021 đầy biến động và nhiều mất mát. Năm 2022, em xin kính chúc quý thầy cô thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết để có thể tiếp tục dẫn dắt chúng em ở khóa này cũng như là đàn em của khóa sau của trường Đại học Văn Lang. Cùng chúc tân xuân, mừng xuân Văn Lang.